Con muốn điều trị mụn và sẹo rộ thì làm phương pháp nào? Đối với cái sẹo rộ, Mai có một cái lời khuyên cho tất cả quý khách hàng mà đang bị sẹo rộ và da nhờn của chân lông to và bị cả mụn nữa. Cái phương pháp tốt nhất đó là làm đẹp da bằng công nghệ cao, laser siêu hai fractional. Đối với cái làn da sẹo rộ, đừng bao giờ mua mỹ phẩm. Mặc dù Mai có bán mỹ phẩm nhưng mà đừng bao giờ mua. Bởi vì là khi mà chúng ta bị sẹo rộ thì có thể là có nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là chúng ta bị mụn và chúng ta điều trị sai cách. Chúng ta nắn nó, chúng ta bóp nó, thậm chí chúng ta dùng những cái vật nhọn, chúng ta chích vào nó, chúng ta cố gắng để ép nó để cho cái nhân mụn ra. Thì vô tình nó làm tổn thương những cái vùng da. Và khi mà tổn thương những cái vùng da như vậy á, thì cái da của chúng ta sau khi mà hết mụn rồi thì để lại sẹo rộ và thậm chí để lại vết thâm. Thì khi mà để lại sẹo rộ như vậy á, thì ở dưới cái vùng da của chúng ta nó đã tạo thành một cái mô sẹo cứng, gọi là một cái bao sơ. Mà cái bao sơ sẹo lòm này á, thì cái máu của chúng ta nó không đi qua được những cái bao sơ đó. Cho nên là những cái vùng da mà bị bao sơ đó không có máu nuôi. Và bây giờ không có máu nuôi như vậy thì chúng ta nhìn vô mới bắt đầu cái sẹo đầu tiên thì chúng ta thấy thâm thâm, thấy đỏ đỏ. Nếu mà sẹo rộ chúng ta lâu ngày thì bắt đầu chúng ta thấy những cái sẹo trắng, sẹo lọt. Thì bây giờ muốn điều trị nó mà chúng ta đưa kem lên bôi không có xi nhê gì cả, tốn tiền thôi. Bây giờ chúng ta dùng là laser siêu hai fractional, thông qua một cái thấu kính tạo ra những cái vi điểm xuyên thấu vào những cái vùng sẹo lọt. Và đồng thời nó sẽ loại bỏ những cái da sần vỏ cam trên bề mặt da. Và bên cạnh đó thì nó cắt đi cái bao sơ, đó là những cái mô sẹo cứng. Thì khi mà nó cắt những cái mô sẹo cứng như vậy á, thì bắt đầu là cơ thể của chúng ta là một cỗ máy, thấy da của chúng ta bị viêm sưng trong chế độ an toàn, thì bắt đầu nó mới kích thích elastin để sản sinh ra collagen và làm cái vùng mô sẹo cứng đó nó mềm lại. Thì bắt đầu cái máu của chúng ta nó đi vào được những cái mô sẹo cứng đó, nó nuôi cái vùng da mà mô sẹo cứng đó. Rồi những cái sần vỏ cam lên bề mặt da thì bắt đầu là cái laser CO2 fractional này nó sẽ loại bỏ những cái da sần vỏ cam trên bề mặt da. Thì lúc này á, đối với cái bắn sẹo rộ này á, là cái cấp độ mà chúng ta phải dùng những cái ánh sáng, những cái thông số là phải bắn vi điểm dày. Khi mà chúng ta bắn cái vi điểm dày như thế này á, thì chúng ta phải mất từ 8 ngày đến 12 ngày là chúng ta không được trang điểm. Sau 12 ngày thì tất cả những cái lớp mày mà chúng ta sau khi bắn á, nó sẽ sảm xuống và nó sẽ khô cái mày lại. Thì từ 8 đến 12 ngày nó bong tróc ra. Cái lúc này thì những cái vùng mà chúng ta bắn sẹo rộ nó ửng hồng, nó đỏ. Và lúc này chúng ta chưa có thấy là nó cải thiện ngay lập tức đâu. Tận dụng cái da đang tái tạo phục hồi này, chúng ta đưa cái bộ sản phẩm Doctor Megic loại bỏ sẹo rộ, hỗ trợ giúp đỡ để mà dành cho da sẹo rộ, chúng ta thoa lên. Và bắt đầu cái da của chúng ta tái tạo phục hồi từ từ, là nó lấp đầy sẹo rộ. Thì từ từ sau 15 ngày, sau 20 ngày cứ từ từ là bắt đầu cái da của chúng ta mờn lên và cái sẹo rộ chúng ta được phạt. Tuy nhiên nếu mà sẹo rộ ở cấp độ nặng thì chúng ta cũng phải làm từ 3 đến 5 lần. Nếu mà sẹo rộ mà nhẹ thì chúng ta chỉ cần làm 1 lần. Bên Malisa là 1.6 triệu, khuyến mại từ 800. Làm lần nào trả tiền lần đó. Nhưng mà cái bộ sản phẩm dành cho da sẹo rộ hơn 2 triệu. Và Mai không bao giờ bán danh 3 đồng đâu. Mai nói được, Mai làm được. Chỉ cần quý khách hàng tuân thủ. Và nếu mà tin Mai cứ mạnh dạn tới với chi nhánh Malisa gần nhất để làm đẹp thả ga và không lo về giá. Hàng hiệu giá bình dân, Malisa đến là đẹp nha.